Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với số công phu của Toán. Thì trên tên Toán bây giờ là hai cặp đoán côn, đó là cặp đoán côn mây và một cặp đoán côn gỗ cầm xe nhé các bạn. Thì ở trong miền Nam, thì trong Sài Gòn thì thường thường người ta vẫn chuộng gỗ cầm xe hơn, bởi vì tính chất của nó là đường vân đẹp và gỗ chắc chắn, giống như ở ngoài Bắc người ta gọi là gỗ nghiến. Gỗ nghiến thì ở miền Bắc người ta thường hay chuộng hơn, gỗ nghiến rất chi là bền và chắc chắn và cứng cáp. Thì trong miền Nam thì thường người ta lại chơi gỗ cầm xe, mỗi vùng miền sẽ có một loại gỗ để đặc trưng và giá cả nó lại hợp lý. Gỗ nghiến nó cũng không cao lắm và gỗ cầm xe này nó cũng vậy. Các bạn biết đấy, cái còn đây là cặp côn gỗ mây. Thì trong tất cả các loại côn, đoạn côn thì loại côn đoạn côn gỗ mây là đoạn côn bền nhất trong tất cả các loại gỗ, thì đoạn côn mây là bền nhất. Tuy nó hơi nhẹ dành cho chúng ta tập luyện nhưng mà xét về độ bền thì nó rất chi là bền. Các bạn rớt hoặc là các bạn ném đi chỗ này chỗ kia cũng không có lo bị bể đầu, nó rất chi là bền. Và cái loại đoạn xe này thì nó nặng hơn rất nhiều, nó thứ nhất là nó dùng để tập thực chiến, thứ hai nữa là các bạn để trưng cho nó đẹp, bởi vì đường vân nó rất chi là đẹp, các bạn trưng giống. Và đây là một đơn hàng đi Bình Dương đây. Ngoài ra còn một cặp đoán côn, loại đoán côn gỗ bạch lạp nữa, nhưng mà mình sẽ không giới thiệu bởi vì đơn hàng hôm nay chỉ có đặt là hai cặp đoán côn, đó là một cặp mây và một cặp đoán côn gỗ cầm xe. Khách hàng ở Bình Dương đặt hàng với mình thì anh ấy chỉ muốn mua cặp đoán côn gỗ cầm xe về để trưng thôi, còn anh ấy tập là cặp cái cặp đoán côn mây này. Các bạn biết đấy, thì mỗi loại thì nó sẽ có một cái ưu điểm riêng. Thì cái độ sát thương càng cái cây đoạn côn mà càng làm bằng gỗ tốt, càng cứng càng chắc càng nặng thì nó sát thương càng cao. Còn cái đoạn côn mà nó nhẹ thì độ sát thương nó sẽ càng giảm đi. Nhưng mà ngược lại thì côn gỗ mây thì tập luyện thì nó độ bền là cao nhất, và giá cả của nó rất chi là rẻ và hợp lý. Thì trên thị trường người ta bán 180, nhưng mà mình chỉ bán 150.000 không lên giá. Đây, 150.000 không lên giá nhé. Còn cặp này thì thị trường bán 300.000 nhưng mà mình bán 250.000, vẫn giữ giá cố định nhé các bạn. Các bạn nào mà mua đoạn côn tập luyện thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn. Số điện thoại Toàn có để trên màn hình, đó là 0898 410 và 325 cuối. Thì bạn nào mua dụng cụ thì gọi điện trực tiếp cho mình. Thứ hai nữa thì các bạn có thể là để lại số điện thoại và comment bên dưới video, hoặc tiếp theo nữa các bạn có thể lên website của mình, đó là toancungfu.com, để tham khảo thêm nhiều dụng cụ tôi có. Ngoài ra mình có bán thêm bao cát này, vỏ bao cát này, côn nhịp khúc này, giáp này, đao kiếm này, những gì chỉ tay chỉ chân này, dụng cụ bảo hộ này, mộc nhân này, liên quan đến dụng cụ tập võ thì Toàn sẽ cung cấp nha các bạn, và sẽ ship toàn quốc. Nếu bạn ở xa thì mình sẽ ship toàn quốc nhé. Và các bạn đừng lo lắng khi mua hàng của Toàn nhé, bởi vì Toàn cũng là một trong những dân tập võ nên sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nào nó tốt nhất cho chúng ta tập võ nhé. Các bạn cứ tin tưởng vào uy tín của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mong rằng các bạn luôn ủng hộ kênh võ thuật nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.